Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token XBC nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà ta đã ram start chatbot nè. Đến từ giá ngân ship test nha bạn. Rồi bấm bấm join này góp nè. Rồi bạn lướt chat đi tiếp nè các bạn. 925 1 925 Z chứ. Rồi sorry các bạn, cấp trai sai thì bạn lướt tiếp các bạn. 49. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè. Rồi bắt up lên nè, join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn mình vào nè. Xin tại Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chụp dẫn từ quýt nè. Các bạn tăng 3 người bạn, gõ cộng lại ra hiện những người bạn của tất cả các bạn nha bạn. Thì các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên, các bạn tăng loạn xạ từ quýt tới phá ạc các bạn đó nha các bạn. Rồi. Rồi bạn mở đi bot ra bấm submit tên nè các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp bar anh cùng nè, nhấp vào setting nè. Copy username ở chỗ này nè các bạn. Ở cộng anh 4 số 3. Username của tất cả các bạn nha các bạn. Đừng lấy username của mình làm cái gì. Rồi tiếp tục thì bạn gửi đường link vào profile từ Twitter nè. Thì bạn mở từ Twitter nè. Mình làm chậm chậm cho tất cả bạn mới luôn đó. Các bạn nhấp vào ảnh avatar nè. Nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba anh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép liên kết nè. Cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc wallet của tất cả bạn nè. Bạn sao chép địa chỉ viết lên nè, gửi lại cho bot nè. Khá là đơn giản các bạn. Rồi sau đó bạn bấm lên CD chép. Để chép số cần mới kiếm được nè. Mình đã nhận được 10.000 token USDT nè. Ồ, đúng rồi. Này tổng giải thưởng ăn chia các bạn. Balance mình chưa cộng các bạn. Bạn bấm vào cái link lên ghép chỉ sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm token các bạn. Rồi, withdraw ngày 12 tháng mấy phân phối sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.